Thì tiếp tục cái kỹ năng giải nhanh nguyên hàm phần 2, bài mở đầu. Đó là qua công thức số 4 và công thức số 5. Đó là nguyên hàm của cos x dx thì bằng sin x cộng cho hằng số c. Công thức số 5 là nguyên hàm của sin x dx thì bằng trừ cos x cộng c. Thầy mở rộng ra với một cái hàm số u bằng ux, ta được là sin u du thì nó sẽ bằng nguyên hàm của cos u du sẽ bằng sin u cộng cho c. Có nghĩa là cos của ax cộng b dx thì nó bằng 1 phần a nhân cos của ax cộng b nhân cho d của ax cộng b thì bằng 1 phần a sin ax cộng b cộng c. Ví dụ như cos 2x dx thì các bạn sẽ bằng là 1 phần 2 sin 2x cộng c. Tương tự như vậy thì đối với hàm sin là một cái hàm hợp khi u bằng u chứa biến x, ta được là sin u du cũng bằng là trừ cos u cộng với c. Đó. Vậy ta có sin của ax cộng b dx thì nó bằng 1 phần a nguyên hàm cho sin ax cộng b nhân với d của ax cộng b, biến nào thì d đó, và bằng trừ 1 phần a cos của ax cộng b cộng cho c. Và từ đó thì sẽ ra được là sin 2x dx thì nó bằng trừ 1 phần 2 cos 2x cộng c. Bây giờ thầy sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên của cái công thức số 4 và công thức số 5. Đầu tiên thầy có câu A, nguyên hàm của cos x trừ sin x cộng cho 4x trừ 1 trên x cộng 1 tất cả dx. Đây là thầy hộp. Thầy cho một cái bài tập mà nó gồm vừa cos vừa sin và một cái hàm phân thức. Thì thầy gộp 3 bài vô một bài để chia sẻ nhiều cái bài tập cho các bạn. Thì thầy tách ra là bằng nguyên hàm của cos x dx trừ nguyên hàm của sin x dx cộng cho 4x trừ 1 trên x cộng 1 thì chia tử và mẫu. Thì nó ra được là 4 trừ cho 5 chia x cộng 1 dx. Thì bây giờ thầy chỉ việc là dùng công thức và lấy nguyên hàm nó ra. Nguyên hàm của cos x sẽ bằng sin x. Nguyên hàm của sin sẽ là trừ cos, cho nên có dấu trừ phía trước, nó thành dấu cộng cos x. Nguyên hàm của 4 là ra 4x. Và nguyên hàm của 5 chia cho x cộng 1, có nghĩa là bằng 5, trừ 5 chia cho 1 trên x cộng 1, thì nó bằng là log ni pe của x cộng 1. Và tất cả đem cộng với hằng số c. Một bài tập không mấy khó. Nếu gặp bài tập này, các bạn làm rất là nhanh. Nếu khi nhớ được cái công thức nguyên hàm của nó. Bây giờ, thầy qua ví dụ B. Ví dụ B là tính nguyên hàm của cos 2x cộng sin x trừ x dx. Thì bài tập này thì mở rộng thêm cái công thức cos 2x. Đó. Lập tức ta cũng tách ra thành ba cái nguyên hàm. Nó sẽ bằng nguyên hàm của cos x dx cộng nguyên hàm của sin x dx và trừ cho x dx. Thì nguyên hàm của cos 2x dx nó sẽ bằng là 1 phần 2 sin 2x. Còn nguyên hàm của sin x thì nó sẽ bằng là trừ cos x, và nguyên hàm của x thì x bình chỉ 2. Và cuối cùng ta có cái kết quả
là 1 phần 2 sin 2x trừ cos x trừ x bình chia 2 cộng với hằng số c. Thì qua cái ví dụ số 3, câu C, tính nguyên hàm của sin bình x dx, thì sin bình x này á, là dòng công thức lượng giá, thì nó hạ bậc nó xuống thì nó sẽ bằng 1 trừ cos 2x chia 2 dx, thì thầy sẽ bằng là tách ra a trừ b chia c thì nó bằng a trừ b, a trừ b chia c thì nó bằng a chia c trừ b chia c. Và lúc này thầy sẽ tách ra được 1 phần 2 trừ cho 1 phần 2 cos 2x và lập tức thầy lấy nguyên hàm luôn. Nguyên hàm của 1 phần 2 tính chính là nguyên hàm của 1 phần 2 là bằng 1 phần 2x, và nguyên hàm của trừ 1 phần 2 cos 2x đó, thì nó chính là nguyên hàm của cos 2x d2x. Thầy phải chia, thầy phải nhân cho 1 phần 2 nữa. Thì lúc này thầy có cái kết quả là 1 phần 2x trừ 1 phần 4 sin 2x cộng c. Nhớ nè, cos 2x thì thầy phải lấy theo d2x, thì bắt buộc ở ngoài thầy phải nhân cho 1 phần 2. Thì khi d của 2x thì nó bằng 2 nhân với dx, tại vì nó là đạo hàm 2x, thì chắc chắn là cos 2x d2x thì ta lấy nguyên hàm nó sẽ bằng 1 phần 4 sin 2x cộng c. Đó là đáp án. Bây giờ thầy qua cái ví dụ tiếp theo. Tính nguyên hàm của x cộng x nhân căn bậc 2 của x cộng sin x cộng cho 1 phần 2x trừ 1 tất cả dx. Thì cái bài này cũng vậy thôi. Các bạn tách ra thành tổng các nguyên hàm thì thầy sẽ có được là x căn bậc 2 của x dx cộng với nguyên hàm sin x dx và cộng với lại dx trên 2x trừ 1. X căn x nữa, các bạn để ý là x là mũ 1, còn căn x là mũ 1 phần 2, x mũ 1 phần 2 thì nó trở thành là x mũ 3 phần 2. Còn sin x thì nó có công thức rồi. Và dx chia 2x trừ 1 nên là ở đây là 2x, cho nên các bạn nên đưa về d của 2x trừ 1 và ở ngoài thì các bạn nhân cho 1 phần 2 để khi biến đổi nó không bị mất cái tính tổng quát của nó. Bằng đó, nguyên hàm của sin là trừ cos, các bạn nhớ ha, nguyên hàm của sin là trừ cos. Và lúc này khi x nhân căn x chính là x mũ 3 phần 2 và nó bằng 1 phần 2 thầy nhân ở ngoài ở dưới chia cho 2x trừ 1, cho nên là thầy lấy d của 2x trừ 1. Các bạn nhớ này, d của 2x trừ 1 là bằng 2x trừ 1 đạo hàm nhân dx, cho nên 2x trừ 1 đạo hàm nó ra 2 và nhân với 1 phần 2 thì nó triệt tiêu, quay về cái ban đầu, cho nên nó không có bị sai sót gì cả. Đó, từ đó thì lúc này ta sử dụng công thức là du chia u thì nó bằng log Nibe trị tuyệt đối của u, có nghĩa là bằng log Nibe trị tuyệt đối của 2x trừ 1. Và kết quả ta có được đó là 2x 5 phần 2 chia 5 trừ cos x cộng 1 phần 2 log Nibe trị tuyệt đối của x trừ 1 cộng c. Thì ngay chỗ này các bạn nếu làm thêm một bước nữa để cho có trong đáp án thì x mũ 5 phần 2 tức là căn bậc 2 của x mũ mũ 5. Xin lỗi, căn bậc 2 của x mũ 5 thì ta bằng x căn bao nhiêu nhỉ? X bình nhân căn x.
Bây giờ thầy qua bài B. Thầy có tính nguyên hàm của sin 2x cộng cho 3 phần 4x trừ 3 tất cả dx. Thì bây giờ thầy cũng tách ra là bằng sin nguyên hàm của một tổng thì bằng tổng các nguyên hàm, thì chắc chắn nó sẽ bằng là nguyên hàm của sin 2x cộng cho 3 lần nguyên hàm của 1 trên 4x trừ 3 dx. Nó thì tách luôn ra, hằng số k là 3 thì có quyền đưa ra ngoài dấu nguyên hàm. Đó là theo tính chất mà mình đã học ở phần 1. Bây giờ thầy thấy là dx mà ở dưới là 4x trừ 3, thầy muốn cái dạng là du chi u, thì thầy bắt buộc thầy phải đưa là dx đó về là d của 4x trừ 3. Vậy ở ngoài thầy phải nhân cho 1 phần 4, có nghĩa là với 3 nữa là 3 phần 4. Thì ở trong thầy sẽ có được là d của 4x trừ 3. Đó. Còn cái công thức sin 2x dx thì mình đã có nguyên hàm ở thầy mở rộng ở trước rồi, là 1 phần 2 sin của 2x. Thầy cũng chèn cho 1 phần 2, nhân cho 1 phần 2 để thầy đưa về d2x, thì kết quả cuối cùng thầy có được là trừ 1 phần 2 cos 2x cộng cho 3 phần 4 log ni b của 4x trừ 3 cộng với hằng số c. Tương tự như vậy, thầy đi qua cái ví dụ số bài C, qua bài tập C. Tính nguyên hàm của sin x chia 2 sin x cộng sin 3x dx, thì đây tất cả là sin u cả, chỉ có sin x mới là trừ cos x mà thôi, còn ở đây là sin x chia 2 nó bằng nửa x, rồi sin x và sin 3x, thì lập tức thầy cũng tách ra thành ba cái nguyên hàm. Và bây giờ thầy có này, d của x chia 2 á, thì bằng 1 phần 2 dx, cho nên là suy ra dx là bằng 2 lần d của x chia 2. Đó, để mục đích là thầy là sin x chia 2 thì có dx chia 2, thì lúc đó thầy lấy nguyên hàm là bao nhiêu? Là sin u du. Rồi d của 2x thì nó bằng 2 lần dx. Vậy từ đó thầy có được là dx nó sẽ bằng 1 phần 2 d của 2x. Cái này là công thức mà ngay từ một số công thức vi phân á, các bạn nhớ thầy đã giảng ở phần 1 rồi. Thì d3x thì nó bằng 3 lần dx. Vậy từ đó dx nó sẽ bằng 1 phần 3 d của 3x. Chia 1 phần 3 xuống chứ không có gì mới chỗ này. Ngay từ đầu thầy đã đưa vào một số cái vi phân cần nhớ. Tiếp tục. Thì thầy từ đó thầy có là sin x chia 2 cộng sin x cộng sin 3x dx, thì nó sẽ bằng là nguyên hàm của sin x chia 2 dx cộng cho sin 2x dx cộng cho sin 3x dx, và kết quả thầy sẽ có được là 2 thầy đưa ra ngoài, thầy lấy d của x chia 2. Và tương tự như vậy thì thầy có được kết quả là nguyên hàm của sin x trên 2 dx chia 2 chính là bằng trừ cos x chia 2, ở ngoài nhân cho 2 nữa cho nên nó thành là trừ 2. Còn nguyên hàm của thằng sin 2x d2x thì nó bằng là cos 2x. Nguyên hàm của thằng sin 3x d3x thì nó bằng là cos trừ cos 3x. Đó,
1 phần 3 thì nó có ở ngoài sẵn rồi. Và đây là những cái công thức mà các bạn để ý là thầy nói rồi, biến nào thì đi đó, x chia 2 thì phải là d chia 2. Còn 2x thì phải là d2x, thì lúc đó các bạn sử dụng cái hàm hợp nó rất là dễ dàng và rất là nhanh, chính xác. Bây giờ qua công thức số 6. Công thức số 6 đó là nguyên hàm của một trên cos bình x dx thì nó bằng tan x cộng c. Và tương tự như vậy thì thầy có nguyên công thức số 7 là nguyên hàm của một trên sin bình dx thì bằng cái gì? Thì công thức số 7 là nguyên hàm của một trên sin bình dx nó sẽ bằng trừ cotan x cộng c. Đó. Hai bộ công thức này nó đi với nhau, cho nên là thầy gộp nó lại cho một số cái ví dụ. Và bây giờ mở rộng ra thì đối với hàm hợp thì nguyên hàm của du trên cos bình u thì chắc chắn nó sẽ bằng tan u. Thầy lấy ví dụ u bây giờ sẽ là 2x thì nguyên hàm dx trên cos bình 2x thì thầy dùng công thức phía trước thì biến nó thành 1 phần 2 tan 2x cộng với c. Các bạn để ý ha. Ở dưới là ax cộng b thì ở trên ta phải lấy d của ax cộng b. Thì ở ngoài ta phải chia cho a. Ta đã có cái công thức vi phân ngay từ ban đầu, thì nói rằng d của fx thì bằng f'x nhân dx. Vậy d của ax cộng b thì bằng ax cộng b tất cả đạo hàm nhân với lại dx, mà ax cộng b đạo hàm có nghĩa là bằng a. Và cái công thức đó thầy đã giải thích kỹ, các bạn phải để ý và làm cho nó chính xác, biến nào thì đi đó. Tương tự như vậy thì đối với hàm sin mà có dạng là 1 trên sin bình ax cộng b thì ta cũng vẫn biến đổi được là 1 phần a d của ax cộng b trên sin bình ax cộng b. Và lúc này nó sẽ bằng là trừ 1 trên a cotan của ax cộng b cộng cho hằng số c. Từ đó suy ra dx trên sin bình 2x thì nó chỉ việc là bằng trừ 1 phần 2 cotan 2x. Vô thi trắc nghiệm các bạn không có dùng qua cái công thức dài đó, mà các bạn nhìn cái chỗ này, ví dụ như ở đây đề nó cho là dx trên sin bình 4x thì ta lập tức là ta bằng trừ 1 phần 4 cotan 4x. Nhớ ngay cái bộ công thức từ cái chỗ thầy suy ra đó. Hoặc là chỗ này nó là 3 phần 2 x thì lúc đó sao? Chắc chắn nó sẽ là d của 3 phần 2 x. Thì ở ngoài các bạn sẽ chia cho 1 trên 3 phần 2, có nghĩa là nhân đảo ngược nó lên là 2 phần 3. Các bạn để ý mấy cái chỗ này là giúp cho các bạn rất là nhanh trong cái việc lấy nguyên hàm. Đối với bài toán mà tích phân mà có cận á, nguyên hàm này chính là tích phân không có cận. Đối với bài toán mà tích phân mà có cận thì các bạn dùng Casio, thế bấm máy nó có cơ hội rất là nhanh và nó ra kết quả đáp số. Còn đối với cái bài giảng về nguyên hàm này hay là tích phân không có cận trên và cận dưới thì các bạn phải muốn làm nhanh thì các bạn phải học những cái công thức mà thầy nhắc nhở cho các bạn ở phía trên. Bây giờ thầy đi vào một cái ví dụ, đó là ví dụ A. Tính nguyên hàm của 1 trên cos bình x cộng cos x trừ sin 2x dx. Nguyên hàm này thì chỉ việc tách ra thôi. Nó sẽ bằng là dx chia cos bình x cộng nguyên hàm của cos x dx và trừ sin 2x dx. Bây giờ dx chia cos bình x thì dễ quá rồi. Nó có luôn công thức, mình đã học công thức số 6. Nó sẽ bằng, nguyên hàm của nó sẽ bằng là tan x. Còn cos x dx thì nó bằng
nguyên hàm của cos là sin x. Và bây giờ cái thằng trừ sin 2x lập tức nó sẽ biến ra là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 cos 2x. Thì ngay chỗ đó nó sẽ trở thành dấu, dấu cộng. Để ý như vậy. Và cuối cùng là cộng cho hằng số C. Tiếp tục, thầy qua cái bài bài B. Tính cái tích phân tính cái nguyên hàm là 1 trên cos bình 2x trừ 1 cộng cho 2 trên 5 trừ 4x tất cả dx. Khi đọc cái đề này, các bạn người ta hỏi chọn đáp án nào đúng trong cái bài này, các bạn rối liền, nhìn vô là rối. Nhưng mà thật sự thì cái bài này không có gì rối cả. Mình tách ra thành hai cái nguyên hàm, làm trong vòng không quá 30 giây đâu các bạn, nếu các bạn để ý. Thì lập tức các bạn thấy nè, nó bằng 1 trên A thì đem chỗ dưới mẫu là cos bình 2x thì ở ngoài chắc chắn sẽ nhân cho 1 phần 2. Và kết quả là nó sẽ là nguyên hàm là bằng 1 phần 2 tan của 2x trừ 1. Đó. Còn cái 2 trên 5 trừ 4x thì các bạn để ý một cái là mình đem 2 ra ngoài thì nó trở thành là nguyên hàm của 1 trên 5 trừ 4x dx. Ở đây A là bây giờ là nó là âm 4. Bây giờ nó đảo chiều rồi. Có nghĩa là lúc mình làm những cái dạng là ax cộng b, bây giờ nó là b trừ ax. Nó ngược lại thì chắc chắn phải có cái dấu trừ phía trước. Nó sẽ là bằng trừ 1 phần 4. Đúng không? Trừ 1 phần 4 nhân cho 2 thì chắc chắn là nó trừ, còn lại trừ 1 phần 2. Nguyên hàm của d của 5 trên trừ 4x trên 5 trừ 4x thì nó bằng log ni be của trị tuyệt đối 5 trừ 4x cộng với hằng số C. Đó. Đó, tách hay ra. Nhớ ax cộng b thì nó là a là dương thì nó một chỉ a rồi. Còn đây là b trừ ax thì chắc chắn là chia cho trừ 1 phần 4 ở ngoài. Đó, các bạn để ý thấy không? Lập tức rút gọn thì kết quả cuối cùng là mình có dạng là du trên cos bình u thì nó sẽ bằng 1 phần 2 tan của u. Đó. Đề thi nó thì chỗ này nó làm cho bạn nó ra cái đáp án A, 1 phần 2 tan 2x, B, 1 phần 2 trừ 1 phần 2 tan của 2x trừ 1. Ví dụ như vậy, người ta đến lừa mình chỗ nó kiểm tra mình có kiểm nhớ cái công thức nguyên hàm hay không. Đó, cho nên đọc cái đề cái ngay cái bài đó là các bạn rối không biết làm, nhưng mà đối với nếu các bạn nhớ kỹ như vậy thì các bạn làm không quá 30 giây cái bài này. Bây giờ thầy qua bài C. Tính nguyên hàm của dx chia cho cos bình 3 trừ 2x. Nó có dạng là cos bình của b trừ ax, chắc chắn là nó sẽ có, chắc chắn nó sẽ bằng cái gì? 1 trừ 1 phần a, có nghĩa là trừ 1 phần 2 d của 3 trừ 2x trên cos bình 3 trừ 2x. Thì kết quả nó sẽ là trừ 1 phần 2 tan của 3 trừ 2x cộng c. Đó, các bạn thấy không? Nếu người ta đảo chiều mà người ta đặt dấu trừ là ax thì ở phía trước chắc chắn sẽ có dấu trừ. Đó. Vậy thì mở rộng ra dù cái cỡ nào đi nữa thì người ta cũng không cho quá khó với cái chỗ này. Người ta không cho lồng ghép 2-3 cái u, t vào. Chỉ là dừng đó thôi. Tại vì đề thi nó hướng là trắc nghiệm. Không thể nào một bài mà giải có 2-3 phút. Cái bài mà giải quá 2-3 phút đó là các bạn dồn vào hình học. Hình học và một số cái hệ mà khó. Hoặc là hình OXY. Nhưng mà sắp tới này thì nghĩ nếu trắc nghiệm thì OXY thì người ta cũng không có cho khó.
mà nó sẽ rơi vào những cái bài toán thực tế và những cái bài hình không gian cổ điển á. Rồi thầy đi vào cái ví dụ tiếp theo, câu A. Tính nguyên hàm của cos 2x trừ 1 trên sin bình x cộng với lại 2x mũ 5 dx. Thì cái bài này các bạn tách ra thôi. Nguyên hàm của cos 2x thì 1 phần 2 gì đó. Đó, tách ra. Nhân cho 1 phần 2 ở ngoài thì nó trở thành là cos 2x d của 2x. Thì lúc này là nguyên hàm của cos u thì bằng sin u. Vậy nó là bằng 1 phần 2 lần sin 2x. Còn cái thằng là dx chia sin bình thì nó là bằng trừ cotan x. Thì trừ cho trừ nó ra cộng. Còn 2 tách ra ngoài x mũ 5 thì nguyên hàm của nó là x mũ 6 chia 6. 2 chia 6 thì nó còn lại là 1 phần 3. Vậy kết quả cuối cùng là 1 phần 2 sin 2x cộng cotan x cộng cho 6 x mũ 6 chia 3 cộng c. Đối với những cái bài toán mà người ta cho gộp tổng hiệu nguyên hàm này, các bạn nên tách nó ra để nhìn cho nó nhanh. Và các bạn thấy đó, mới đọc đề thì tôi tưởng nó khó nhưng mà làm không quá 30 giây. Tại vì thầy cô làm hoài nó cái độ nhạy nó quen. Thì các bạn muốn làm một cái bài trắc nghiệm tốt thì cái kiến thức trong đầu của các bạn là nó phải nhạy nhanh. Mà muốn nhạy nhanh thì làm nhiều thôi. Làm nhiều thì mình rút ra từ được cái dạng này, dạng kia, gặp cái nào mình xử lý cũng được hết. Trừ những cái bài toán mà hóc búa thì mình không nói rồi. Để cho những cái bạn học sinh khá giỏi, mình làm đến điểm 8 là có cơ hội để là vào các trường đại học rồi. Cứ mỗi môn 8 điểm. Câu B là tính tích phân y bằng dx chia sin bình của 1 trừ 3x. Đây là tích phân không có cận cũng như là tính nguyên hàm vậy. Thì nó sẽ bằng cái gì? Ở đây các bạn để ý là nó có dạng là b trừ ax. Chắc chắn thì thầy muốn biến ra cho nó có dạng là d của 1 trừ 3x thì ở ngoài thì chia cho trừ 1 phần 3. Thì nó sẽ bằng trừ 1 phần 3d của 1 trừ 3x trên sin bình 1 trừ 3x. Kết quả cuối cùng khỏi cần phải nhớ luôn, khẳng tính luôn, nhẩm ngay ra luôn là trừ 1 phần 3. Mà nguyên hàm sin bình thì nó trừ nữa là nó ra cộng là 1 phần 3 cotan của 1 trừ 3x. Cực kỳ nhanh nếu các bạn nhớ được cái công thức này. Tiếp tục. Thầy qua bài C. Tính nguyên hàm của dx chia cho sin bình x chia 2. Ở đây là cái nó trở thành là sin bình u ấy. Thì thầy muốn biến về nó là dx chia 2 thì ở ngoài thầy sẽ nhân cho 1 phần 2. Thì d của x chia 2 có nghĩa là x chia 2 đạo hàm nhân với dx thì chắc chắn nó sẽ ra là bằng 1 chia x, xin lỗi, 1 chia 1 phần 2 thì nó ra 2. Và d của x trên 2 trên sin bình x trên 2 nó có dạng là du trên sin bình u thì nó bằng trừ cotan u, có nghĩa là trừ cotan của x trên 2 ở ngoài nhân cho 2 nữa. Đó, các bạn vô, nếu biết dùng hàm hợp và biết một số công thức vi phân này thì phần trắc nghiệm đối với các bạn rất là dễ dàng. Bây giờ thầy đi qua cái công thức số 8, đó là công thức về mũ và thầy có nguyên hàm của e mũ x dx. Thì
thì bằng e mũ x cộng với c. Các bạn nhớ luôn là dù đạo hàm hay nguyên hàm của e mũ x thì nó bằng chính nó. Nhớ cái này để cho mình nhớ được lâu. Và công thức số 9 thì đó là nguyên hàm của a mũ x dx thì nó bằng a mũ x chia log ni b của a cộng với c. Và a là một cơ số thì nó phải là lớn hơn 0 và khác 1. Chứ cơ số mà 0, 0 mũ x thì nó vô nghĩa quá. Và a bằng 1 thì 1 mũ 1 tỷ lên nó cũng bằng 1. Ở đây mình học ở cái chương 2. Đó là mũ và loga rồi. Cho nên thầy cũng không cần nhắc lại chỗ này. Chú ý, bây giờ thầy sẽ mở rộng ra cái hàm hợp là u theo biến x. Thì ta được e mũ u du thì bằng e mũ u cộng nguyên hàm của e mũ u du thì nó bằng là e mũ u cộng với c. Từ đó thầy mở rộng ra là e mũ ax cộng b dx thì nó bằng 1 phần a e mũ ax cộng b nhân cho d của ax cộng b. Nó sẽ bằng 1 phần a e mũ ax cộng b cộng cho c. Đó, thầy mở rộng ra các bạn thấy. Nếu như là 2x cộng k hoặc là k trừ 2x nó đảo chiều với nhau thì chắc chắn sẽ có phép dấu trừ phía trước. Đó. Mở rộng đối với cái hàm số a mũ u du thì nó bằng nguyên hàm của a mũ u du thì nó bằng a mũ u cộng với c. Ở đây là u là thêm một cái biến x nào đó. Bây giờ thầy đi vào cái ví dụ đầu tiên. Tính nguyên hàm của e mũ trừ 2x cộng 1 trừ cho 1 trên sin bình 3x cộng 4 căn x dx. Thầy gộp hết lại cái kiến thức trước với một bài để nhắc lại các bạn. Ở đây, thầy sẽ tách ra từng cái. Thì nó sẽ bằng là nguyên hàm của e mũ trừ 2x cộng 1 dx trừ cho nguyên hàm của dx chia sin bình 3x cộng cho nguyên hàm của 4 trên căn x dx. Thì cái nguyên hàm của e mũ trừ 2x cộng 1 có cái dạng là ax cộng b. Mà a bây giờ là bằng trừ 2. Cho nên thầy muốn đưa về cái dx nó về d của trừ 2x cộng 1. Thì thầy ở ngoài thì chia cho trừ 1 phần 2. Thì thầy sẽ có được. Còn cái sin bình 3x thì ở trên thầy muốn đưa là có d của 3x thì ở ngoài thầy phải chia cho 1 phần 3 thôi. Và lúc này nó sẽ bằng là dx d của 3x cho, chia cho sin bình 3x thì nó ra trừ cotang của 3x. Còn cái nguyên hàm thứ ba là thầy đưa 4 ra ngoài nó là 1 trên căn x. Nguyên hàm của 1 trên căn x, tức là x mũ trừ 1 phần 2. Đó, vậy thì thầy đưa ra. Và nguyên hàm của 1 trên căn x nó bằng 2 căn x. Cái này thầy đã dạy ngay từ đầu rồi. Đó, và thầy có được cái kết quả cuối cùng sẽ là trừ 1 phần 2 e mũ trừ 2x cộng 1 cộng cho 1 phần 3 cotang 3x và cộng cho 8 nhân căn x cộng c. Rất là dễ dàng khi học thuộc cái kiến thức. Bây giờ thầy qua bài B. Tính nguyên hàm của 4 nhân với e mũ 3x cộng 2 cộng cho cos của 1 trừ 3x tất cả dx. Thì thầy cũng tách ra thành hai cái nguyên hàm.
Nguyên hàm của một tổng thì bằng tổng các nguyên hàm. Đó. Và 4 thì hằng số thì đưa ra ngoài. Thì đây nó có dạng là E mũ AX cộng B. Và cos của 1 trừ 3X DX là cos của B trừ AX. A bây giờ cũng bằng trừ 3 đó các bạn. Vậy thì thầy chỉ việc là biến cái DX nó thành D của 3X cộng 2 thì thầy phải chia 1 phần 3 ở ngoài. Thì nó trở thành là tương tự như vậy thì thầy chia cho trừ 1 phần 3 ở ngoài thì thầy có được là D của 1 trừ 3X đối với cái cos 1 trừ 3X. Đó. Các bạn để ý ha. Không khó chỗ này mà để ý cho là làm hoài là nó tự nhiên nó nhuyễn nhừ luôn. Làm bài nào cũng được đối với nguyên hàm. Đó. Và từ đó thầy có được cái kết quả là nguyên hàm của E mũ AX D E mũ à nguyên hàm của E mũ AX là D của AX cộng B đó các bạn. Là nó sẽ ra là 4 phần 3 E mũ 3X cộng 2 trừ cho 1 phần 3 sin của 1 trừ 3X cộng C. Thì qua cái ví dụ số 2 là tính nguyên hàm của E mũ 2 mũ 3X cộng cho 3 mũ 2X tất cả DX. Bây giờ đây là nguyên hàm của một tổng thì thầy sẽ tách ra thành tổng các nguyên hàm. Và đây là dạng A mũ U. Tại vì 2 mũ X đó là nó có dạng là A mũ X. Còn bây giờ là 2 mũ 3X cho nên nó có dạng là 2 mũ U. Cho nên bắt buộc cái DX nó thầy phải đưa về DU là D của 3X. Thì ở ngoài dấu nguyên hàm thầy phải chia cho 1 phần 3. Thì lúc này nó sẽ trở thành là 1 phần 3 nguyên hàm E mũ 3X nhân D 3X. Tương tự như vậy là 3 mũ 2X DX thì thầy cũng chia cho 1 phần 2. Đó. Và ở đây có dạng là A mũ U DU. A mũ U DU. A mũ U DU các bạn để ý nha. A mũ U DU. Và kết quả cuối cùng thì bỏ nguyên hàm ra. Thì nó sẽ là bằng A mũ U chia cho log ni be của mấy? 3, 1 phần 3 nó là ở ngoài đó các bạn. A mũ U chia cho log ni be của A. Tương tự như vậy là 3 mũ 2X chia cho log ni be của 3. Ở đây là cơ số 2 thì chia log ni be của 2 mà cơ số 3 thì chia log ni be của 3. Còn cái số 2 nó là ở ngoài lúc nãy mình đã nhân vào thì kết quả cuối cùng nó là như vậy. Bây giờ thầy qua bài B. Bài B là tính nguyên hàm của E mũ xin lỗi 2 mũ 1 trừ 2X trừ cho E mũ 4X cộng 3. Đây là một cái A mũ AX cộng B. Xin lỗi, A mũ AX có dạng KX cộng B á. Và một cái là E mũ của AX cộng B. Thì ở đây các bạn thấy là người ta hoán vị cái trên là 1 trừ 2 2X. Thì chắc chắn thì ở ngoài thì các bạn phải chia cho trừ 1 phần 2 rồi. Đó. Từ một bài toán thì nó ra nhiều bài đối với hàm số khác. Tách ra thành hai cái nguyên hàm. Ủa, hình như cái số 3 nó là bị sai đó các bạn. Cái số 3 nên là nó dư. Nó chỉ là nguyên hàm của 2 mũ 1 trừ 2x dx trừ cho nguyên hàm của E mũ 4x cộng 3 thôi. Không có số 3 đó. Các bạn để ý cho thầy, giúp cho thầy chỗ này. Thì lúc này thầy chia cho trừ 1 phần 2 ra ngoài thì thầy đưa về cái D của 1 trừ 2X. Và tương tự như vậy thì chia cho 1 phần 4 ở ngoài. Cái số 3 nó là do quá trình đánh máy nó bị lỗi hay sao? Đó các bạn để ý không có cái số 3
Nó chỗ nó là trừ 1 phần 4. Và kết quả cuối cùng thì A mũ U DU thì nó bằng A mũ U chia log nipe của A. Đó. 2 mũ 1 trừ 2x chia cho log nipe của 2, chia cho cơ số đó. Và như vậy là thầy đã giải quyết xong cái bài số 1 về mở đầu về nguyên hàm và một số công thức về nguyên hàm. Thì ngay chỗ này thì các bạn đã sẽ có 100 bài tập trắc nghiệm cũng được, nó rất là nhiều, vô số kể. Cho nên để làm tốt cái phần mà này các bạn phải học thuộc những cái gì thì đưa ra nhắc lại cho các bạn. Và trong cái bài tiếp theo thì thầy sẽ nói về một số phương pháp vi phân để giải một số cái bài nguyên hàm. Khi học thuộc những cái kiến thức rồi thì khi đọc đề trắc nghiệm ta không còn sợ nữa. Các bạn đăng ký vào cái trang web của thầy để theo dõi, tiện theo dõi